Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video của Hình Kha Vlog. Hiện tại Kha đang có mặt ở cánh rừng thuộc địa phận tỉnh Ninh Thuận. Ở khu vực này, trước đây Kha có ghi hình một hoàn cảnh, đó là một chị gái 37 tuổi mà làm cái nghề chèo me để kiếm sống của các anh chị, nuôi 4 người con bị 2 người chồng ruồng bỏ. Thì hôm nay Kha đang có mặt ở đây, trước mặt đây là ngôi nhà của em gái chị gái ấy. Thì hôm đó Kha ghi hình đó thì có người em gái vào ngồi chung trò chuyện ở trong video luôn. Hôm nay Kha vừa mới nghe một cái thông tin, đó là người em gái của chị gái này ở đây vừa mới bị ma dọa nhát, nghe rất là kinh dị luôn các anh chị. Thì ở tại ngôi nhà này là hai vợ chồng của em gái chị đó ở, không biết cái câu chuyện như thế nào, nghe cũng khá là rợn người luôn. Hôm nay Kha đến đây hỏi thăm xem thử cái quá trình mà chị gái này bị ma dọa ma nhát là thế nào nha. Mời cả nhà mình hãy đồng hành video cùng với Kha nhé. Cái khu này rất là hoang vắng của các anh chị. Xung quanh đây nè, toàn là rừng không, núi. Chỉ có một cái căn nhà của chị gái ấy ở khu vực này thôi. Nhìn thôi là cũng thấy đã hoang vu rồi. Mình chắc chắn rằng khi về đêm thì ở đây rất là kinh dị luôn. Ban ngày đâu vậy thôi các anh chị, chứ mà ban đêm ở rừng núi rất là ướng lạnh. Những cái tiếng chim kêu này dưỡng hú rất là ghê luôn á. Bởi vì Kha có từng ở núi ban ngày lẫn ban đêm rồi cho nên Kha biết. Đi vào bên đây sáng này. Không biết giờ này có chị gái đó ở nhà hay không nữa. Ồ, may quá có chị ở nhà. Ồ, chào chị. Hello chị nha. Rồi để cái xiển này ghê quá. Giống như canh ăn trộm vậy ta. Mình giống mình để cái xiển đó để ăn trộm bước vào dặm lên cái lưỡi đó, đặt cái cuốc lên đầu. Đang làm gì vậy chị? Chăn dê hả? Dạ. Cho em hỏi thăm chút nha. Ui. Sáng giờ mình có đi làm gì không chị? Coi em coi bò nè. Coi bò, chăn bò hả? Chăn bò. Chồng chị đâu rồi? Đi làm rồi. Chồng mình làm cái gì vậy? Đi làm tôm á. Làm tôm ở dưới biển á hả? Đúng rồi. Sáng đi chiều về sao hay là đi sáng luôn? Sáng đi chiều về. Dạ. Hôm trước á em tới em ghi hình hoàn cảnh của chị gái mình á, rồi bây giờ chị ấy đâu rồi chị? Ở trên nhà. Dạ, hôm nay chị ấy có làm gì không? Đi làm rửa chén cho người ta trên làng á. À dạ. Hôm bữa em nghe thông tin là chị ấy được một anh YouTube giúp đỡ một số tiền của mình nên quân cũng khá là lớn phải không chị? 7 triệu à. Dạ. Tổng mua đồ hết rồi còn dư 3 triệu à. Dạ. Thì cũng mừng cho chị ấy. Đúng rồi, cũng mừng cho chị ấy. Dạ. Khổ quá trời luôn. Dạ. 4 đứa con nữa. Hôm bữa giờ ở trên đây có mưa không chị? Em thấy đường xá đồ nó cũng ướt á. Mưa bữa trước lâu lắm rồi, mấy ngày đây rồi. Vậy hả? Giờ không có mưa lại, nó nóng quá trời luôn. Hôm trước ghi hình hai chị em mà em quên hỏi chị tên là gì ạ? Chị tên Yên. Chị Yên. Chị Yên sinh năm 91 phải không chị? Đúng rồi, sinh năm 91. Dạ. Lúc nãy chị chia sẻ là chồng mình đi làm tôm, sáng đi chiều về hả chị? Đúng rồi. Dạ. Chồng mình đi làm như vậy, chị cho em hỏi là thu nhập hàng ngày là bao nhiêu tiền hả chị? Ngày 300 ngàn. Mỗi ngày 300 ngàn. Là bây giờ là hai vợ chồng mình là chỉ có chồng đi làm thôi, chứ chị ở nhà chị chăn dê rồi. Chăn nuôi bề bại. Hai con bò với mấy con gà rồi với bề bại vậy, không có làm gì hết trơn. Với lại chị bệnh chị không có làm gì được. Chị đau thoái hóa cuộc sống, bị tê một nửa người. Ủa? Chị không có làm được. Chị bị tê một nửa người hả? Nửa tôi tay bên phải đây hết trơn đây. Rồi bây giờ mình cử động nó có bình thường không hay là nó yếu? Có, yếu cái chân đề. Cái chân này nó yếu lắm. Yếu lắm hả? Ừ. Tối ngủ tê lắm. Dạ. Cái tay này cũng tê lắm luôn. Cái gì bị, ta? Bị thoái hóa cuộc sống, thoát vị địa điểm á. Bị hình như năm thứ ba. Bị tê hết luôn, không có làm gì được. Hiện tại mình có uống thuốc điều trị gì không chị? Hồi có chứ. Như có tiền chị đi mua thuốc, không có tiền thì chị đi lãnh thuốc. Lãnh từ thiện mà. Không, lãnh thuốc ở bệnh viện mình á, thuốc bảo hiểm á. À, mình có bảo hiểm thì mình xuống bệnh viện mình lấy thuốc uống. Dạ.
Cũng đỡ ha, có bảo hiểm thì mình nhận thuốc miễn phí cũng đỡ. Hồi xưa làm công ty đồ nhiều, ngồi nhiều á, mình ngồi mình nhiều chắc vậy không biết làm sao luôn á. Nó bị thoái hóa cuộc sống, thoát bị đi điểm. Hồi trước đi làm công ty chị làm mấy cái công việc gì hả chị? Như công ty may đồ đó. Mình ngồi mình may á hả? Ngồi may á. À, ngồi may thì ngồi cả ngày cả đêm luôn á. Đúng rồi. Có khi mình làm công ty điện tử thì mình đứng. À, đứng rồi ngồi, đứng rồi ngồi. Hồi xưa hầu gái cũng đi làm dữ lắm. Yeah. Nuôi mẹ đồ, nuôi mấy chị đồ đó. Chị bốn đứa con á. Dạ. Giờ không có làm được nữa. Tính ra là bây giờ thu nhập trong nhà chỉ có một mình chồng chị thôi. Không. Hôm trước á, chị chia sẻ là người chồng bây giờ là người chồng thứ ba rồi phải không chị? Đúng rồi, người chồng thứ ba của chị á. Nhưng mà chị chia sẻ là không có người chồng nào mà chị có con cả. Không có chồng mà có con hết. Chắc tại chị á, chị không có con. Còn hai người kia, người ta thấy mình không có con á, người ta bỏ mình. Khổ lắm hờ hờ. Dạng như là người ta bỏ mình bệnh, mình trong ngừ, mình người ta bỏ mình, khổ, giờ chấp nhận thôi. Người ta thấy mình bệnh, rồi đúng khổ rồi. Nữa người ta bỏ. Sợ anh này, anh biết anh có bỏ hay không nữa, anh này lo lắm. Thương đồ mua thuốc, đồ uống, làm đồ hồi xưa chị, ở kế nhà bà chị, đồ trên nhà bà già đồ, giờ hay chồng đồ, về đây cất nhà ở. Lấy nhau rồi về nhà cất nhà ở dưới đây luôn nè. Vậy là cái nhà này là cái người chồng thứ ba bây giờ là cấp cho chị hả? Cấp cho chị á. Yeah. Ông biết làm, biết dựng nhà đồ ở. Yeah. Còn mấy người kia toàn là không có làm gì hết trơn á. Hồi đó chị còn nhỏ lắm, ý là nói chung là con gái mình không biết suy nghĩ cách làm ăn đồ này kia đồ. Do là người ta thấy mình không có con rồi người ta bỏ mình. Chắc là vậy. Cái đàn dê ngồi kia là chị đang chăn á hả? Không, của người ta, chị không có dê đâu. Không, ý là chị đang chăn cái bầy dê đó hay sao? Không, chị không có chăn, ý là chị đuổi đi. À, dê đó dê của người khác hả? Đúng rồi. Vậy hiện tại bây giờ ở đây chị có chăn bò, chăn dê rỉ cho người ta không? Không, mà bỏ có. Nhà. Bò đó là bò của nhà nước, người ta cho bà già, mẹ. Cho mẹ một con, họ được giờ đẻ ra con. Giờ hai mẹ con. Là tổng cộng hai mẹ con bò. Ừ. Của nhà nước cho. Của nhà nước cho. Vậy là mình hộ nghèo, người ta cho mình á. Vậy bây giờ nuôi là nuôi giùm cho mẹ hả? Nuôi cho mẹ. Với là hai mẹ con ở chung một khẩu trong nhà, còn mấy người kia cắt khẩu ở riêng hết rồi. À. Còn hai mẹ con à. Yeah. Giờ mẹ còn khẩu mà mẹ không có ăn với chị, mẹ ở với bà chị. Mà hai trong nhà là hai mẹ con còn khẩu ở nhà. Còn như mẹ ngủ thì ăn nhà bà chị bốn đứa con á. Dạ. Yeah. Ừ. Mẹ không có ăn với chị. Dạ. Yeah. Mẹ cũng vất vả quá ha. Khổ lắm. Nhà chị cũng khổ lắm luôn. Em vô em tham quan nhà chút được không? Được, khổ không có gì hết trơn á. Có vàng hôm nay không chị? Có vàng. Dạ, vô mắc vàng đổ thừa nha. Đây là căn nhà của vợ chồng chị, có phải anh chị? Vợ chồng chị Yên. Giờ này là 3 giờ 5 phút. Ôi trời trời. Thấy cái này tưởng đâu bà rắn không à. Ôi. Tối mình có ngủ trong đây không chị? Không, trong đó nóng quá trời luôn, khiêng cái giường bỏ dưới đây, ở ngoài đây ngủ nè. Trời, em vô cái mà hầm chết không á. Đúng rồi, nóng quá trời luôn. Ở đây mình để mình nấu ăn thôi á hả? Đúng rồi, nấu canh rồi, còn nấu cơm thì ở ngoài, nấu cơm lửa. À, tao coi thử coi. Hết ăn... cơm rồi. Hết cơm mà hả? Dạ. Mình dở đã ký ăn miếng mà, không còn miếng nào đúng không? Trời ơi, ăn hết luôn mơ. Mình ký ăn chén mà ăn hết kiểu này thôi chứ. Ủa, cái nước gì màu đỏ đây vậy chị? Nước chén à hả? Cái chai gì mà đổ chét vậy nè? À, cái bình xăng á. Xăng hả? Ủa xăng gì mà đổ chét vậy ta? Xăng pha nhớt á. Xăng pha nhớt hả? Ừ. Vậy là tối rồi cho mình ngủ đây hả chị? Đúng rồi. Ủa bây giờ có nhà cũng như không luôn, có nhà cũng không, ngủ trong nhà mà ngủ ở đây luôn. Ừ, ngủ bên đây. Mà nằm trong nhà cái đêm cũng nóng hết trơn luôn. Bởi vậy ngủ vài đêm mà nó nhắc hoài luôn. Ôi. Mình mới nhắm mắt gì nè, xong bắt đầu thấy mình thế tưởng tượng như nó kéo cái chân mình, nó nắm cái đầu mình vậy á. Gì ghê chị. Mà xong bắt đầu mình mở mắt mình không thấy. Nắm cái chân nắm đầu vậy luôn hả? Ừ. Nó kéo cái đầu mình giật vậy nè, xong mình mở mắt không thấy. Gì ghê vậy chị. Nhiều cái mình ở qua đây thấy hoài luôn à. Nhưng mà bữa trước chị thấy chị đi tắm nước tấu á. Là không có điện, qua đây không có điện. Xong á. Chị tắm nước về. Xong chị thấy
lướt qua thấy giống như bóng người, một bộ nguyên cái bộ màu trắng thả tóc. Chị thấy ở đâu? Thấy ngay cái đứng ngay cái trên dưới cái mi này nè. Chỗ cái mi này luôn á hả? Đúng rồi. Xong á, chị lướt qua chị nhìn rõ lại không thấy. Nhiều cái nó làm cho mình, nó nhắc làm cho mình nửa giờ gà đồ luôn. Xong ở sau đừng nghe tiếng cọc 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 ra, nghe không có tiếng gì hết luôn. Xong bắt đầu khúc sau nghe miết thôi à, nghe tiếng như con gái đồ nghe nói chuyện đồ ầm 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 ở sau đây này, sau ở nhà sau núi đó hả chị? Ừ. Chị nghe rõ luôn hả? Nghe tiếng như con người nói chuyện, con gái mà mình đi lên coi không thấy. Ở ngoài sau đó có mộ không chị? Không, hồi xưa chắc có, bây giờ không có. Chị có điện thoại hả? Có. Nghe. Anh đẹp trai lắm. Chồng mới gọi hả chị? Chồng chị vừa mới nói chồng đẹp trai lắm hả? Chồng chị hả? Chị chia sẻ là chồng chị nhiêu tuổi rồi? Chồng chị năm nay 30 tuổi, sinh năm 94. 30 tuổi, năm 94. 29 hình như 29, 30 gì á. 29, 30. Nhỏ hơn chị 3 tuổi. Ừ, nhỏ hơn 3 tuổi. Đẹp trai thương chị lắm hả? Không biết có đẹp trai hay không nhưng mà thương chị lắm. À, cũng người ở đây luôn hả chị? Đúng rồi, người đồng bào luôn. Người ở ngoài kia. Ở Suda. Suda. Mới lấy nhau được năm đây à. Dạ. Thế là chị cũng số chị khổ lắm. Không, thấy bỏ bên người chồng để chị hạnh phúc. Bất bình lắm. Ba đời chồng rồi. Ba đời chồng biết hơn xui lắm, chồng đây hơn xui lắm. Cái số mình dễ làm dễ qua luôn. Dạ. Chị định không có lấy chồng mới thấy chị khổ, bây giờ lại mình bệnh đau nữa. Dạ. Lỡ sau này mình không có con rồi. Mình không có con á, rồi mình cứ nghĩ là ai thương mình cũng thương lại vậy. Chứ là như chị thì thấy có chồng khổ, nói chung là vậy đó. Thấy mình khổ, mình không có con rồi mình thấy thấy người ta thương mình thì mình thương đại vậy đó. Ừ. Là gặp hơn chồng đây biết lo biết thương cho mình. Yeah. Chưa gặp những người kia, hồi xưa chị lấy mấy người kia ăn nhậu hoài tối ngày luôn à. Yeah. Ừ, được đánh đập mình nữa, khổ. Thấy mình nghèo họ che mình á, giờ nhà người ta có thì che mình, nhà mình nghèo người ta bỏ mình. Chị chia sẻ là lúc nãy chị bị ma nhát ở trong đây, lúc đó chị ngủ với chồng chị hay sao, hay ngủ một mình? Không, ngủ mình, ảnh nóng quá anh nằm giỏng gì nè. Xong chị ngủ mình. Xong mình ngủ mình mới có nhắm mắt vậy nè. Xong mình thấy người ta nhực chực cái đầu mình. Ô, chực cái đầu mình vậy nè. Mạnh lắm. Xong nó làm nó đè mình luôn. Nó đè mình luôn hả? Nó đè mình. Xong mình mở mắt lên vậy nè, không thấy. Chị có thấy được đàn ông hay đàn bà không? Con gái. Con gái mà đè chị hả? Ừ, con gái. Con gái nó liên phải đi chồng chị với tao, sao đi đi chị ta? Ừ, đi chị không biết nữa. Dạ. Con gái nghe tiếng con gái không mà sau nhà nó cũng con gái nữa. À. Không có nghe đằng tiếng đàn ông. Nhưng bữa chị đi tắm chị thấy một bóng đứng chỗ đây này, mặc nguyên cái bộ màu trắng. Cũng gái luôn hả? Con gái luôn. Ủa? Ừ. Nghe tiếng sao này, hai người nói chuyện với ai không biết. Nghe mình không có nghe được. Trời ơi. Mình không có nghe được tiếng nó nói. Mà sao đây nè. Nhiều cái nó nhắc mình làm cho mình nửa giờ gà luôn. Nghe ớn dữ trời. Ừ, nửa giờ gà luôn vậy đó. Làm cho mình sợ lắm. Mình nghe vậy mình đi ra coi. Mà xong mình tưởng đâu nghe ai nói chuyện đồ, mình ra mình coi mình làm cho xong chắc không có ngờ, xong mình làm cho mình nửa giờ gà luôn. Tự nhiên nửa giờ gà. Ừ, nửa giờ gà chắc mình nghĩ là ma rồi á. Là ma rồi á. Chứ ngờ là không có nửa giờ gà vậy đâu. Trời ơi. Ừ. Lúc đó chị sợ không? Sợ lắm luôn. Sợ lắm đi chứ. Chị có kêu chồng mình dậy không? Có. Anh dậy xong anh đi coi không thấy. Ô, làm sợ quá trời luôn. Chồng mình có sợ không? Có chứ. Chồng sợ luôn. Ừ. Trời ơi. Không có điện đài đồ gì nữa. Tối thường. Ở đây chị có thường xuyên cúng kính cho họ không? Người phong tục chị không có cúng. Tuyệt đối là không cúng hả? Không cúng. Đất đây là đất của ông bà già hồi xưa á, bà mẹ chị với ba chị hồi xưa á. Lấy nhau về rồi khai thác đây rồi cúng, hồi xưa cúng rồi. Chứ bên chị là chứ không phải giống như người Kinh. Yeah. Người Kinh là nó cúng kính đồ nhiều, bánh kẹo đồ nhân đúc đồ, chứ đây không có. Phong tục đồng bào mình là cúng một lần là dứt điểm luôn hả? Đúng rồi, cúng một lần dứt điểm luôn, chứ không có cúng nhiều. Yeah. Nghi ghê dữ trời. Ma nhiều lắm.
trên núi ma nhiều. Ở ngoài sâu thì có cái gì vậy đó không chị? À, không có gì hết đó. Không hả? Bên kia là cái chuồng gà phải không chị? Đúng rồi. Chắc hồi xưa mình không biết đó. Đánh giặc đánh Mỹ hồi xưa chắc bị người ta chết oan chết đồ á. Dạ. Mình không biết á. Chị nói hồi đó ở ngoài sâu này có mộ nhưng bây giờ không còn nữa hả? Hồi xưa mộ ở trên kia. Dạ. Qua cái mi đây nữa. Bên trên cái mi đó hả? À, bên trên cái mi qua đó nữa là của bà ngoại, mẹ bà ngoại của chị, của chị. Ngoại của chị là. Ừ, hồi xưa có nhà trên đó, bà già bà chết ở trên đó xong mẹ chị chung trên đó luôn. Dạ. Ừ, mình cũng nghĩ là chắc bà đó hay sao. Khi bà đó nên về thăm con cháu nữa. Trời ơi. Khi vậy đó. Chị nghĩ là bà đó hả? Ý là nghĩ là vậy đó. Chứ ở đây có mộ nào đó, có mình mộ bà ngoại mình à. Mất mới bà ngoại về nắm đầu cháu giật ai biết. Chắc người khác hả chị ơi? Ngoại mình sao nắm đầu giật mình vậy? Xong ở trên núi đồ nghe tiếng hú, đồ tiếng tre, nghe tiếng hú đồ có một lần nhắc một cho chồng. Nhắc chồng vậy hả? À, nhắc chồng chị. Ôi, xong sao? bữa chiều đó là chị đi về mua đồ ăn chiều á, chị nấu ăn á, xong để ông ở đây, xong nghe tiếng hú ở trên núi á. Dạ. Xong giống như con gái vậy á, nghe hú già lắm, hú gì già lắm. Trời. Xong một hồi nữa ông làm nửa giờ gà ông luôn, ông nghi là ma rồi mới nhắc mình rồi á. Dạ. Hình như đó là ngày tết ngày mùng hai tết á. Mùng hai tết. Ừ. Phải ma không hay người? Không, là cái làm nhắc mình là nửa giờ gà là ma á. Chứ người là không nửa giờ gà. Người không có nửa giờ gà gì đâu. Ủa, chị nói em nửa giờ gà luôn, biết xung quanh bây giờ này có không nửa giờ chưa rắn nữa chứ? Không, ở đây thường có mà, nhưng mà thường có. À. Tối ông mới về chị cũng sợ lắm. Ông đi làm gì 7-8 giờ ông về. Khi nào mà chồng về trễ là mình sợ. Khi nào chồng về trễ là chị vô cục giống vô nhà nằm. Không dám nằm ở đây luôn hả? Không. Cục giống vô nằm, chừng nào ông về xong ra hoài đóng cửa. Ừ. Nó rơi vậy trời. Có người không sợ thì không sao, có người sợ như chị là sợ. Dạ. Ừ. Khi mà ma tới chắc chắn là chó mang chó này nó sủa rồi hả? Ở đây chó nhiều mà. Chó sủa chứ. Sủa chứ. Quá trời. Em nghe nói chị bị ma nhát lên hỏi thăm thử. Ừ. Mà nghe ghê thiệt cái nha. Ở xung quanh đây có mấy cây me này nữa chứ? Cây me đi, nghe người ta nói là mùa mưa mình không có được ra ngoài. Quỷ đồ. Ý là mùa mưa á. Ừ. Người ta kêu mình đừng có mình ngồi ở dưới. Tối á, quỷ nó nằm ở dưới, nằm ở trên á, nghe người ta nói vậy. Cứ là vậy chị? Thiệt. Như cây me đồ á, là quỷ nó ở nhiều lắm. Nói ra nữa. Thiệt mà, mùa mưa đồ nó hay ở trên đó, tối nó hay ở lắm. Người ta nói vậy hả? Ừ. Cái mi đồ, cái xoài đồ gì nó ở, quỷ nó ở nhiều lắm. Là người ta kêu mưa mình đừng có tới đó. Ừ. Em thấy mà thường thường trời mưa mà nổi sét, sét ưa quýnh vô mấy cái cây đó, có cái nào quýnh mấy quỷ đâu không ta? Đúng rồi, mấy quỷ đó, nó núp ở trên cây á. Dạ. Xong sét đánh. Hiện như là mùa mưa đồ sét đánh vậy. Ở đây ngồi cái việc mà ma có như vậy á, có khi nào rắn rít nó bò tới đây không chị? Rắn nhiều lắm, đánh hoài. Có luôn hả? Có. Bự không? Không, cứ khúc cái đây gì nè, mà to hơn đây nữa. Rắn nhiều, bò nhiều lắm. Rắn gì chị? Rắn ăn trứng gà, trứng đồ á. Không, ý là con rắn gì? Con rắn thường ăn trứng gà á. Hồi chú hả? Rắn đó, không biết nữa. Rắn đó người ta nói nó mò vô nhà mình ăn trứng gà của mình á. Ăn trứng gà không mà hả? Không biết sao nó mò vô nhà mình, không biết gì. Đánh bữa trước 3-4 con rồi. Trời ơi. Mùa mưa nó nhiều lắm. Nó vô tới chỗ nào? Trong nhà á. Nó mò thấy. Vô đó luôn? Ừ. Ở đây rắn nhiều. Quánh hoài luôn hả chị? Quánh hoài luôn. Là mùa mưa nó hay vô nhà lắm. Dạ. Núp trong nhà hay sao á. Ghê vậy trời. Ừ. Mưa là nhiều. Cẩn thận chứ, trước coi chừng nó vô mình không thấy, nó phủ cái vô cái chân cái là thôi luôn á. Rắn rừng núi rắn độc không? Biết, bây giờ biết ở đâu nữa giờ. Dạ. Ở đây luôn, cho tới già tới chết luôn. Ở tới giờ đã chết luôn hả? Ừ, có nhà đâu ở nữa. Có nhà trên đó, nhà nước người ta cho. Hồi xưa ở
ở chung với bà già, trà trôi bà già. Bây giờ mình có con, có chồng rồi mình cất nhà mình ở riêng chứ. Nhà đó, nhà nhà nước người ta cho nhỏ xíu xìu, dục hết rồi. Giờ đâu có ở trên đó nữa. Giờ ở dưới đây hay vợ chồng ở dưới đây luôn. Cất nhà ở dưới đây luôn. Hôm trước chị có chia sẻ là có ba đời chồng nhưng mà chưa có con. Chị nói là cái ước mơ lớn nhất của chị là có một đứa con. Ước mơ chị là hết mau cho hết bệnh rồi có con thôi. Biết chừng nào hết bệnh. Bệnh tê tay tê chân chờ chết thôi chứ. Cái căn bệnh đó bác sĩ nói với mình có khả năng là hết không chị? Không. Bác sĩ kêu cái này là phải uống thuốc mãi mãi tới già tới chết luôn. Không có hết được. Không hả? Có hết được. Bệnh nói dạng như là bệnh bị loãng xương, dạng như bị cái xương nó bị loãng xương vậy. Đó là mình phải uống thuốc dài dài luôn. Bữa đầu tiên chị bệnh á, chị uống thuốc mọc lên 60 kg luôn. Ghê vậy. Chị phải uống hoài uống miết thôi á. Uống làm sao cho nó thấm thuốc vô người luôn. Thuốc tây hay là thuốc gì mà mọc dữ vậy? Thuốc tây y, đông y đồ á. Thuốc đông y á. Xong nó cho thuốc đó mình uống dài dài luôn. Mập 60 kg rồi xong rồi mình ngưng hay sao? 60 kg mình ngừng lại rồi chừng lâu lâu mình uống. Chừng nó tê giống như tê lắm luôn này nè, tê lắm này nè. Để phải uống. Bây giờ là không có thuốc uống, hết thuốc uống rồi. Tê lại, tê lắm. Tê hết nguyên người luôn. Vậy là bác sĩ nói là do căn bệnh đó cho nên mình không có con được hả? Không biết nữa. Hồi xưa là chỉ có hai đau bụng dưới đây. Chứ hai đau bụng tới ngày á, phụ nữ mình nó đau dữ dội lắm. Xong đi khám bệnh, bác sĩ kêu bình thường hết luôn, không có gì hết trơn, nói vậy. Bị năng gì, không biết năng gì phụ nữ mình á. Xong rồi bị u năng, hồi trước là chị mổ hầu gái là chị đi mổ cái đó. Hầu gái chị có chồng là chị đi mổ. Bị u năng buồng trứng gì á. Đúng rồi, hồi xưa chị có chồng hồi 17 tuổi. Xong ở thời gian không có lâu, xong bỏ. Xong khúc sau mấy năm sau là có lại người thứ hai. Xong người ta cùng bỏ mình. Xong thời gian lâu lắm, mấy năm mới lấy lại chồng đây. Đến là chị không có lấy nữa, thấy mình khổ, bây giờ mình không có ai nương tựa vào nữa, bà già cũng yếu rồi, không có ở với mình nữa. Sao thấy chồng đây thương mình chấp nhận, mình thương luôn. Đáng lẽ là chị không có lấy chồng nữa, ở về cho nó đỡ. Xong thấy mình khổ quá, không có đi làm được. Giờ không có làm ra tiền nữa, thấy người ta thương mình đành chịu, mình lấy luôn. Mà cũng hơn anh này, anh đi làm để lo cho chị đỡ một phần nào. Giờ cũng khổ mà không có sướng, nhưng mà đỡ tiền ăn đồ vậy, không có làm giàu mà đỡ tiền ăn đồ. Anh làm một tháng một ngày 300 ngàn. Ngày nào cũng đi hay làm hết đó chị? Đúng rồi, ngày nào cũng đi. Ngày nào đi nhưng chừng nào có hàng người ta kêu mình chứ. Như người ta đi làm cho người ta, chừng nào có hàng nhiều á, người ta kêu mình, chứ không có hàng người ta không có kêu mình. Tính ra thì hoàn cảnh của chị cũng không có thua kém gì chị gái của mình. Mai mốt chị giờ khổ chị đó sướng, mai mốt mấy đứa con chị sướng. Giờ chị đây chị khổ cả đầy chứ. Cái chị đó là mai mốt là có con nhờ lại ha? Nhờ có con đồ đó, giờ khổ thời gian. Mai mốt con lớn đỡ. Chị là chị khổ mãi luôn, không có con. Chị đây á, là chị không có con mà chị còn mang cái căn bệnh trên người nữa. Đúng. Em nói chứ không phải em trù nha, ý là... Thiệt mà. Không, ý là em nói đây, Kha nói thôi nha. Lỡ mai á, mà chồng không còn ở với mình nữa, lúc đó là chị không biết nương tựa vào ai. Lúc đó là không con, không cái luôn, là mới mệt nữa, mới khổ nữa. Đúng rồi, mấy chị em đồ trong nhà không có ai hòa đồng với ai hết trơn. Cũng ghét bỏ nhau. Rồi chị ghét bỏ nhau, chửi lộn đồ nè, nhất là con em ở nhà. Hai chị em không có hợp tuổi với nhau hay sao á. Rồi chửi lộn, bắt đầu em lấy chồng đi. Hồi trước chị ở đây trước rồi mới có chồng đi.
Chỉ có cái nhà bên kia thôi, trước là bên nhà bên kia. Cái nền còn hả chị? Đúng, cái nền còn á là chị cất, chị kêu người ta cất giùm cho chị á. Dạ. Hồi đó là chị thấy chị em không có hòa đồng với nhau trong nhà, xong chị cất nhà kêu người ta cất giùm chị đó. Xong chồng lúc đó là chị chưa có chồng đây. Nhà chị á tổng cộng có mấy anh chị em? 5 đứa. 5 người. 2 trai là ở riêng, ở dạng như là đi bắt rễ hết rồi. Còn 3 đứa con gái. 3 người con gái là cái bà chị kia rồi tới chị rồi tới người em nữa hả? Đúng rồi, người em Út nữa. Là cái người em Út là cái người không thuận với mình đó hả? Đúng rồi, hai chị em không hợp. Thấy hai ba chị em cũng khổ hết trơn, có chưa có nhà ở hết trơn. Chị em mà sao không đoàn kết với nhau mà lại? Bởi vậy. Thế mà không có con đồ này kia rồi mình khổ vậy. Dạ. Số phận của chị đây mới là khổ này, một mai mà khi mà ngã bệnh xuống rồi mà khi mà chồng xuống. Không chăm sóc nữa là. Đúng rồi. Chị cũng lo một phần nào cho chị đây nữa. Sợ sau này lúc mới lấy nhau chị cũng nói là chị bệnh đau nha. Sau này lỡ bệnh đau rồi nằm một chỗ rồi có thương có lo cho em không, nói vậy. Nói hết cho người ta rồi chứ. Rồi chồng mình mới lấy. Sao? Anh kêu anh thương anh lo thấy hoàn cảnh em vậy anh mới thương em, nói vậy á. Chứ không thấy hoàn cảnh em vậy anh lấy em làm gì vậy đó, thấy thương ở một mình. Tức là chồng mình nói là yêu mình thương mình lấy mình vì hoàn cảnh hả? Đúng rồi, vì hoàn cảnh mình khổ thì đâu có ai đâu, ở một mình vậy đó. Nếu thật sự như vậy thì cái người đàn ông này chị phải cố gắng nắm giữ nha. Nếu thật sự mà anh nói đúng thì thật là chị phải cố gắng nắm giữ, tại vì hiếm có một người như vậy lắm á. Đúng rồi, chị thương lắm anh chứ, tạo nghiệp lắm. Mà số anh khổ sao tự nhiên về lấy ông nhỏ hơn mình nữa. Ý là chị nói chồng chị số khổ mới lấy trúng chị hả? Đúng rồi, số ông khổ cho mới lấy chị chứ, số ông xưa ông lấy mình làm gì mình khổ nữa. Cái duyên nợ mà sao biết được chị? Không có nhà ở đồ, không có bò, không có dê đồ nữa. Sau này không có ruộng đất đai đồ nữa chứ. Rồi sau này lỡ mình khổ, rỡ mình nằm một chỗ đồ nữa chứ, biết con người ta có thương mình không nữa. Mà số ông khổ, ông chấp nhận, ông ở với mình vậy. Hên xui lắm. Hên xui sau này. Người ta giàu có, người ta có củ ăn củ để. Khi mà người ta ngã bệnh xuống thì người ta còn có cái để người ta lo. Đúng rồi, còn đây như chị đây? Không có. Có gì hết trơn. Có bao nhiêu mua thuốc uống đồ hết bao nhiêu luôn. Hồi đó là chị làm chị cũng dư dạ, dư dạng như là dư tiền ăn đồ á. Là chị đi dành xong tới lúc mà chị bệnh á, chị trị bệnh hết luôn. Mà hồi đầu tiên chị đau á là chị làm ở Sài Gòn. Làm ở Sài Gòn á là chị làm công ty mai chị ngồi. Mà sao thấy nó đau chăng cái lưng này nó xuống cái chân. Xong lúc đó là chị chưa có biết cái bệnh là bệnh thoái hóa cuộc sống. Hồi xưa giờ chị không có nghe bệnh đó là bệnh gì luôn. Có bệnh chị có nghĩ là bệnh phụ nữ mình nó chăng cái bụng đây nè. Xong chị đi bệnh viện Từ Dũ đi khám hết luôn. Ra bệnh đại học y dược nữa, hồi đó là chị làm công ty á, có bảo hiểm của công ty á, chứ mà ở đây mình ở vô đó khám bệnh là có tiền nhiều lắm á. Lúc đó chị ở Sài Gòn, có bảo hiểm ở Sài Gòn á, chị đã khám bệnh mà cũng bỏ tiền ra, bỏ tiền ra chứ. Lúc đó là chị đi khám tại Vũ đồ nè, xong tham thấy bệnh, xong á, ra đại học y dược nữa, bỏ ra 2 triệu chụp hình. Không thấy bác sĩ kêu nó, không thấy bệnh đó. Xong bắt đầu đau một năm, nằm đó xong chị đứng dậy không nổi nữa. Xong bắt đầu chị đi ra chấn thương chỉnh hình đó. Ra quận 5 bị chụp hình X quang á. Xong chị thấy bệnh bị thoái hóa cuộc sống. Bác sĩ cho thuốc uống, xong bắt đầu chị mới uống thuốc dài tới giờ luôn. Trời ơi, lúc đó là chị cho tiền, toàn là tiền thuốc, tiền đồ không à. Bởi vì chị sợ, chị lấy chồng đi, chị nói chị bệnh đau đồ này kia. Sợ người ta bỏ bề mình. Rồi sau này mình khổ hơn nữa, không có ai lo nữa. Không có ai nương tựa vào nữa. Bà già thì bà bình lớn nữa chứ. Không có, ông già, ông hồi xưa ba ông ba mẹ, ông ba chết là hồi lúc chị 8 tuổi. Lúc đó là mấy chị khổ lắm, em mấy em đồ, mẹ nuôi ba đứa em nhỏ xíu vậy nè.
Em và chị của em gái của em nhỏ chút xíu nữa. Rồi không có mất vậy như là không thấy còn bây giờ còn mẹ cũng giống như không còn mẹ luôn. Bây giờ bị lớn có ai nâng tựa vào ai nữa hết trơn. Ai cũng có gia đình cuộc sống riêng hết rồi. Giờ ai cũng vậy hết trơn. Cố gắng sống lạc quan vô. Lạc quan lên hả? Ừ. Vô biết sao chứ. Còn ai nữa? Yeah. Ai nuôi mình? Sống ở đây không ruộng, không rẫy, không có bờ cù gì hết. Chỉ có hàng bờ của mẹ nuôi dùng cho mình thôi. Nuôi dùng cho bà già. Lỡ sau này bà già bà mất á. Dạ. Rồi mình có để cho dành cho bà già. À. Ừ. Vậy bây giờ trời. Sống như vậy. Rồi bây giờ cái ước mơ lớn nhất của chị như thế nào chị có thể chia sẻ cho biết không? Ước mơ là ước mơ lớn nhất cuộc đời mình luôn là chị có thể chia sẻ là ước mơ thế nào? Ước cho hết bệnh rồi cho có con. Lớn nhất luôn á hả? Lớn nhất luôn á. Là chị có hết bệnh là có con thôi. Ừ. Chị không có ước mơ giàu có à? Giờ giàu có, giờ làm sao cho cái giàu có bây giờ? À. Có làm gì nữa đâu mà cái giàu có nữa. Cái như là tuyệt vọng rồi á hả? Ừ. Nhưng sao mình có cơm ăn được rồi. À. Ừ. Giờ giàu giờ mình đâu có làm được như người ta đâu mình giàu có. Mình muốn giàu có. Làm cho qua như chồng làm một ngày 300 ngàn. Để đổ tiền ăn, được tiền thuốc cho em uống. Làm vậy là do không có mong gì hết trơn. Mong cho hết bệnh đồ. Muốn có con lắm mà chơi mà không bệnh gì sao có con. Một ước mơ lớn nhất đó là hết bệnh và có con. Chứ không cần giàu có, đủ cơm gạo ăn qua ngày là được đủ rồi. Đủ ăn qua ngày. Nghe cũng... Miễn sao sức khỏe tốt là được rồi. Yeah. Ừ. Nghe hoàn cảnh của chị cũng khá là xót với anh chị. Người ta hồi đó người ta nói chị lắm. Người ta nói sao có chồng nhiều quá. Người ta ghét chị, người ta ghét chị lắm. Đúng rồi, thì phụ nữ thì em được biết chị thì... lắm. Ở đây là thị phi rồi nói chuyện, nói xấu sau lưng thì nhiều lắm. Mà chị, người ta không biết hoàn cảnh của mình á. Người ta đâu có biết vì sao mà mình lại có chồng như vậy đâu đúng không? Ừ. Đó là số phận của mình chứ. Mình đâu có muốn có chồng nhiều đâu. Yeah. Tại cái số mình vậy đó. Người ta có đâu có biết hoàn cảnh số phận của mình đâu. Người ta nghĩ mình là một người phụ nữ lãng đường này nọ rồi. Đúng rồi. Khổ lắm chứ. Có khi người ta thương mình, mình không có thương người ta, mình thương người ta không thương mình. Như hai chồng trước của chị hồi đó người ta đánh mình lắm, người ta không làm ăn cho mình. Cái thằng thứ hai á, hồi đó là chị chưa bệnh, chị đi làm cho nó đi ăn học. Cuối cùng hả, nó ăn học đã rồi bắt đầu đi bỏ mình. Chị đi làm chị nuôi chồng ăn học hả? Nuôi lúc đó là chị hồi đó chị đi phải đi làm cho nó đi học lo nghe nhà nó khổ. Mình đi làm xong mình có tiền mình cho nó đi học đồ nữa. Xong bắt đầu nó học ra trường xong bắt đầu nó bỏ mình. Vậy là cái người chồng đó chị gặp cái lúc mà người chồng đó học lớp mấy? Học 12. Học lớp 12. Quen nhau á. Người chồng thứ hai á hả? Thứ hai á. Xong lớp 12 xong bắt đầu ra đại học. Trời. Quen tới 5 năm chứ bộ. Quen đó lúc đó là quen tới 5 năm. Mà ra đại học học hết rồi, đại học luôn rồi. Học đại học là hình như là 4 năm phải không chị? 4 năm hay sao? 3 năm hay 4 năm gì á? 4 5 năm gì á. Đại học gì? Đại học Nông Lâm gì á. Đại học Nông Lâm? Cái trường đại học ở Sài Gòn em biết. Không, nó làm chi nhánh ở Phan Rang mình rồi. À, ở Phan Rang có một cái trường ở ngay chỗ Tri Thủy đúng không? Đúng rồi. Ngay cái chùa trường cái gì? Ngay cầu Tri Thủy á. Ừ, đúng rồi. Đó. Học lo phải dẫn như là hồi đó chị khổ lắm. Cứ nghĩ là mình ở xa này mình sẽ sướng. Mình sẽ người ta sẽ lo lại cho mình cứ nghĩ vậy á. Ồ, cái câu chuyện này nghe cũng cũng ly kỳ quá ta. Tức là chị ưng người đó và chị đi làm tuy là khổ nhưng mà chị làm kiếm tiền để lo cho người ăn học á. Là ăn học á, vậy như là mình chị cũng khổ lắm, chị cũng khổ vậy nè. Mà ráng phải đi làm, phải sợ sao này mình khổ. Khổ thêm nữa vậy, mà cứ nghĩ là mình lo cho nó được phần nào, sau này mình nó lo lại cho mình. À. Cuối cùng lại là nó đi theo con khác. Cái câu chuyện này nghe sao giống Thổi Khanh Châu Tấn cơ ta. Cuối cùng đi theo con khác là bắt đầu nó quen con khác xong bỏ chị. Trời ơi. Bỏ chị xong rồi chị buồn quá trời luôn, chị vô Sài Gòn luôn. Lưu Sài Gòn mấy năm á, mới quen chồng đê. Lúc đó là chị vô Sài Gòn luôn, chị không có ở nhà nên chị buồn quá trời luôn.
chị theo bạn Sài Gòn, chị đi làm Sài Gòn luôn. Trời ơi, buồn. Lúc đó chắc đau lòng lắm hả chị? Đau lắm, đau khổ lắm luôn. Khóc hoài đêm luôn. Khóc. Bỏ ra 4-5 năm trời để 5 làm trời, trời lo để cho 5 chồng năm mình luôn. Lo cho chồng học, mình đi ăn học. Học thi vô Sài Gòn luôn. Ông thi Sài Gòn mình phải ở đây vất vả mình làm. Có khi mình làm cho người ta nữa. Rồi mình làm đi làm rửa chén rửa đồ cho người ta nữa. Làm vắng cung vắng đồ á. Xong ở nhà mẹ đồ em đồ nói quá trời luôn, ghét mình á. Nói sao mà mình ngu mình đi mình ngu mình nuôi cho người ta vậy đó. Mình cứ nghĩ sau này người ta ăn học rồi ra trường người ta có nghề nghiệp rồi hay rồi bắt đầu người ta lo lại cho mình vậy đó, cứ nghĩ vậy á. Cuối cùng người ta không có ở với mình. Ra trường xong cái là bỏ luôn. Ừ. Bây giờ làm việc nghe nó có vợ rồi, có con rồi. Người đồng bào hay người kinh chị? Đồng bào. Có con rồi. Có việc làm luôn rồi. Nghiệt ngã gì? Ừ. Giờ chị không hối hận, mình dạng như là hối hận mình lo cho nó. Dạ. Yeah. Ừ. Tiền đồ vô Sài Gòn một lần chị gửi cho nó 5 triệu chị ớn tiền chị làm á. Một lần gửi 5 triệu. Một lần là chị gửi 5 triệu chị ớn tiền trước chị bỏ ăn bỏ đồ luôn. Wow. Ừ. Người nhà chị chửi chị hòa luôn, chị không nghe. Trời ơi. Giờ hối hận với trời luôn. Cái cùng người ta bỏ mình cũng như không vậy. Thời đại nữa, bây giờ mà còn có câu chuyện vợ làm nuôi chồng ăn học nữa. Ừ, khổ quá trời luôn. Mà cuối cùng chồng lại bỏ đi bỏ nữa, mình. Mới đau. Ừ. Lúc đó chị quen ổng là, từ lúc 12, ông 12, lúc 12 á. Cuối 12 á, bắt đầu năm thứ nhất ông học đại học, năm thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 á. Ừ. Đầu năm thứ 5 đó là hết năm thứ 5 đó là cách đất luôn. Ừ. Nghe nó, ông nói là ông có quen con khác rồi, ông không có nói mà tự đành ông đi. Ông có về chị buồn quá trời, xong chị vô Sài Gòn. Chị ở luôn. Chị cứ nghĩ người ta sẽ lo lại cho ông, hứa là sau này anh lo cho em nữa vậy. Bây giờ ráng khổ một lần, nó cứ dụ mình vậy á. Cứ dụ mình là nói là bây giờ em có khổ vất vả một lần này thôi, anh mai mốt anh có việc làm á, anh nuôi lại em nó vậy á. Ừ. Em hỏi thiệt chị nha, bây giờ chị nghĩ lại chị có còn hận người đó không? Có, hận chứ. Hận cái cuộc đời mình nó dài chứ bộ phải ít đâu. Người mình cái số mình vậy đó chứ giờ biết sao giờ. Nếu như cái khoảng thời gian đó mà chị không nuôi cái người đó, chị làm dành dụm để nuôi gia đình mình chắc cũng có ý nghĩa lắm á. Ừ. Giờ tới giờ rồi mà chưa có nhà nó biết rồi đó. Dạ. Yeah. Giờ khổ quá trời luôn. Tới giờ, tới tuổi giờ rồi mà chưa có nhà nữa. Lúc đó là còn sức khỏe nhiều, đi làm đồ ăn, đồ cũng dở. Mà cuối cùng toàn là biển tài vụ không. À. Ừ. Kể cho ông nghe chuyện đó, ông giờ ông thương cái hoàn cảnh của chị vậy. Ông đây á, thương cái hoàn cảnh, thấy chị bệnh đau rồi sau này á. Ông nói ông hứa ông thương mình, chị mới lấy lại ông đây nè. Ông đây nhỏ hơn chị, cũng hy vọng là cái người chồng sau này sẽ bù đắp cho cuộc đời của chị. Đúng rồi, hy vọng lắm, mà không biết hên xui lắm nha. Cái số mình vậy đó, người ta nghe người ta nói một cái số mình vậy là dài cái số mình vậy thôi. Người ta không bỏ mình có, người ta mình bỏ người ta có nha. Người ta nói vậy á, cái số mình vậy á. Có người số người bị về rồi, có người sau này người ta vẫn thương mình mãi tới già luôn cũng có nữa. Ừ. Thôi bây giờ thì cũng cố gắng thôi chứ biết sao giờ. Sao giờ ai giúp mình nữa bây giờ? Thì ai không, giúp mình đó. Không biết nói gì nữa, chúc chị gặp nhiều may mắn và sống với người chồng bây giờ hạnh phúc đến trọn đời thôi. Tưởng đâu là bình thường, hoàn cảnh bình thường nhưng mà hỏi ra. Hoàn cảnh của chị nhiều, bây giờ là chị mà không có, chị mà có bạn bè mà kể tới sáng, từ chiều tới sáng cũng có nữa. Nhiều chuyện dài đau khổ lắm. Về cuộc đời của mình đâu. Cuộc đời chị khổ lắm. Yêu người mà có người mình thương, người ta lại người ta lừa mình cũng nhiều lắm. Trời ơi. Ừ. Hậu gái mình không biết á. Tại giờ chị vẫn khổ vậy là biết rồi đó. Đau lòng nhất là câu chuyện mà cố gắng làm để luôn nuôi lo cho chồng 5 năm ăn học. Cả làng luôn, ai cũng nói luôn. Nói mà ráng mình làm nuôi, mình
mình lo cho mình đi, tự nhiên mình lo cho người ta cũng nói vậy. Thấy mình thương người ta cũng thương mình, có nghĩa người ta thương mình mãi mãi vậy. Cuối cùng người ta có việc ăn rồi, người ta bỏ mình. Lo cho chồng ăn học 5 năm trời rốt cuộc ra trường lấy vợ khác. Ra trường có vợ khác rồi, ta bỏ mình. Ông đó, ông gian lắm. Anh ta nói, ta nhìn là gian, người ta nói trước vậy là mà chị không nghe. Người ta có nói trước mà chị không nghe. Không nghe. Thậm chí bà chị bốn đứa con đó, hồi đó là chị cũng, chị chửi chị nhiều lắm. Chửi chị nhiều mà chị không nghe luôn. Có khi là chị còn giỡn người ta, tức người ta nữa. Mấy chị đều nói vậy, có cãi người ta không à. Giờ cãi thấy cái số mình vậy đó, người ta cãi. Mình nghe người ta nói là mình cãi người ta là người ta không nghe mình, mình không nghe người ta là số mình lại vậy đó. Hôm trước là em ghi hình hoàn cảnh của chị gái chị, người có bốn đứa con. Thì Kha ghi hình lúc đó Kha có ủng hộ cho chị đó là 600 ngàn của các anh chị. Và sau một thời gian thì chị gái đó được một anh YouTuber khác với lại mấy mạnh thường quân khác có giúp đỡ một số tiền cũng gần cả chục triệu đúng không chị? Không, như là cái số tiền đó là tổng cộng hết là 9 triệu rưỡi. Dạ, thì gần cả chục triệu luôn. Đúng rồi, gần chục triệu á. Mà trừ ra mua đồ ăn đồ á, mua đồ cho chị đồ á. Còn 7 triệu mấy á, 7 triệu 200, 100 mấy chục ngàn gì á. Còn hoàn cảnh của chị trước giờ có ai giúp mình chưa? Chưa, bữa trước em cho chị 200 ngàn đó. Lúc đó em có ngồi em có cho chị 200 ngàn tiền cá nhân của em đúng không? Đúng rồi. Em cũng không biết lúc đó là hoàn cảnh của chị nó như thế này. Em cũng chỉ tưởng là chị có chồng rồi sống hạnh phúc với nhau, chồng để làm lo cho mình, hai vợ chồng thu nhập đầy đủ rồi hoàn cảnh nó bình thường. Em chị khổ lắm. Nghe câu chuyện của chị chia sẻ là có ba người chồng thì em cũng nghĩ như vậy, nhưng mà cái câu chuyện chị chia sẻ là cái người chồng thứ hai lo cho ăn học 5 năm trời bỏ đi, nghe cũng khá là bỏ đi. Cũng khá là thương luôn. Hôm nay đến thăm hoàn cảnh của chị thì thôi, cũng không biết nói gì hơn. Cũng chúc chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và phải cố gắng giữ gìn cái mối tình của người chồng bây giờ. Cố gắng giữ người đó cho đến trọn đời để sống với mình, lo cho mình. Bởi vì số phận của chị bây giờ là mang bệnh ở trên người rất là nhiều. Em chúc chị thật nhiều sức khỏe nha. Hôm nay em tới đây thì cũng có một món quà nhỏ gửi cho chị để làm cái động lực trong cuộc sống. Hôm nay nghe được cái câu chuyện mà chị gặp ma, cho nên em lên em hỏi xem thử như thế nào. Thì nghe chị kể cũng khá ly kỳ, và vô tình biết thêm được cái hoàn cảnh của chị, của các anh chị cũng khá là nghiệt ngã. Thôi thì ở đây em có một món quà nhỏ cho chị, đó là 500 ngàn của cô Linh ở Mỹ và 100 ngàn tiền của em, tổng cộng 600, gửi cho chị làm cái động lực tiếp tục trong cuộc sống. Chị nhận tiền và cảm ơn cô Linh giúp em nha. Dạ, dạ em cảm ơn cô Linh rất nhiều. Con cảm ơn cô Linh chứ. Con cảm ơn cô Linh rất là nhiều đã cho số tiền này cho con. Rồi em cũng cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh sức khỏe, cảm ơn cô nữa. Rồi. Có nhiều sức khỏe rồi. Để có động lực để giúp đỡ cho những người khác nữa. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Em cũng chúc chị và chồng chị có cuộc sống thật nhiều hạnh phúc nha. Dạ. Thật nhiều sức khỏe và may mắn về sau. Dạ. Bây giờ Kha xin kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà mình đã bỏ thời gian ra làm video cùng với Kha. Yêu quý Kha ấy, cho Kha xin một lượt chia sẻ video lên Facebook cá nhân của cả nhà. Và đừng quên để cho Kha một lượt đăng ký kênh để theo dõi những video up lên nha. Bây giờ tiếp chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye quý anh chị. Bye bye. Bye bye cô.